chào tới ngồi quý vị đến với Chuyện phố phường thứ hai. Trời ơi, chào nay... mừng em bé Lung đã trở về với Chuyện phố phường sau một tuần lễ nằm nhà thương. Quý vị có thắc mắc là tại sao mà trong tuần vừa rồi mà nằm nhà thương mà vẫn có chương trình Chuyện phố phường? Thực sự là tự vì hôm bữa thứ hai đó em thấy sức khỏe em yếu quá thôi quý vị, nên chụp tụi Lung đã cố gắng thu ngày thứ hai đó là thứ hai cho hết luôn, cho thứ tư luôn, rồi còn thứ sáu thì tự vì ca sĩ đi show nên bắt buộc mình phải thu trước, lúc nào thứ sáu cũng phải chuẩn bị trước. Nên quý vị thấy rằng nguyên một tuần vừa qua chúng tôi tuy nằm bệnh viện nhưng mà vẫn xuất hiện đầy đủ và hôm nay thưa quý vị, đáng lẽ là bác sĩ vẫn chưa cho về nha. Hả? Bác sĩ nói là em vẫn còn phải nằm lại mà. Nhưng mà em xin về, em năn nỉ bây giờ nếu mà không cho về đó, cho tôi về 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ để tôi quay Chuyện phố phường thôi rồi tôi vô tôi nằm lại. Sao bác sĩ nói sao? No. Nhưng mà điều bác sĩ cuối cùng bác sĩ xét duyệt rồi nói ok anh về nhưng mà anh phải theo dõi. Là tự nhiên thưa quý vị, giống như là chúng tôi bị một cái bệnh gọi là nó giống như là viêm khớp cấp tính đó thưa quý vị. Nó làm cho cái chân mình đột ngột trong một đêm thôi, nó sưng lên, nó đau đi không được. Tuần rồi chân tôi luôn phải chống nạn đó quý vị ơi. Đi nạn cái tội nghiệp lắm quý vị. Bởi vậy nên hôm nay em không có hầu hạ hai chị được, hai chị thông cảm nha. Rồi, cho tôi nói ăn ở. Bữa nay hai chị hầu hạ, bữa nay chị Trang Thanh Lan hầu hạ tới nhà chở em tới đây. Trời, thương chị Lan ghê. Gọi chị Lan mình đó. Ăn ở hiền chút xíu đi, bớt xíu đi. Hả? Ăn ở bớt chút xíu đi nha. Quý vị ơi, sáng à Trung Tử Lưu kêu chị ơi, chị qua chị đón em được không, biết là cái chân nó chưa có bị được lái xe, chưa có vững à, chưa có lái được không. Em sợ em còn say thuốc với lại còn mình cẩn thận với lại cái chân của mình không muốn. Thì Trang Thanh Lan lại chở Trung Tử Lưu đi rồi đi lấy bánh mì nha, hầu hạ mọi người trong đài đó. Cũng em cũng cảm ơn chị, coi như là đi chơi nhưng mà không quên chị, mua chị cho chị em cái chị chửi một câu rất là đau. Chị chửi em một câu rất là đau. Chị nói thằng này mày là coi như là sắp chết mà còn chảnh. Còn chảnh đó hả? Hình như đúng rồi đó. Đau nhưng mà đúng rồi. Sắp chết còn chảnh. Thưa quý vị, hôm nay coi như ăn mừng rồi, chúc mừng rồi. Tuần sau là thí dụ mình hoàn toàn khỏe mạnh rồi, cái mình ăn mừng gì đi ha. À vậy hả? Ăn mừng gì bây giờ, em bị kiêng cữ đủ thứ. Thì em đừng ăn, để tụi chị ăn. À hai chị ngồi ăn, em ngồi dòm ha. Đúng rồi. Bây giờ là một cái bản tin, nó cũng không phải là nó mới gì đâu quý vị. Cái này ở California nè, Laguna Beach. Cư dân của ở đó đó quý vị, người ta rất là coi như là lo sợ. Tự vì là có một cái ông này, ổng cứ đột nhập vô cái nhà đó, mà ổng đột nhập vô nhiều lần trong ngày, cứ đi lòng vòng á. Nhiều nhà hay một nhà? Một nhà đó, nhưng mà điều mấy cái nhà chung quanh người ta cũng sợ chứ em. Thì ổng vô trong đó 8 giờ sáng cũng vô, 6 giờ chiều cũng vô, 5 giờ khuya cũng vô luôn nữa. Mà cứ đi lòng vòng hoài. Mà ở đó người ta kêu cảnh sát, nhờ nhà chung quanh hàng xóm kêu cảnh sát, ông đó cũng kêu cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát bắt rồi cũng thả, coi như bắt rồi cũng thả ra. Coi như là ông này một năm mấy rồi nha, cái hiện tượng này một năm mấy rồi mà chưa có xong. Cho nên là người ta rất là lo sợ, không biết một ngày nào đó ông đột nhập vô trong nhà luôn rồi nó có chuyện này chuyện kia làm sao. Nhưng mà cái chuyện này á, Mỹ Linh đây muốn nói đây là nó có nhiều cái tiểu bang mình thì hình như không có cái tình trạng đó, nhưng có nhiều tiểu bang đó, em thấy có những bản tin đó, người ta nói là những người mà kiểu như là vô gia cư đó, họ đột nhập vô những cái nhà mà để không đó chị. Thí dụ nhà chị đi, chị để, chị mua, chị để đó, chị về chị nghỉ dưỡng sức này kia nọ đó, thì chị để không. Để không thì, làm gì, để người ta vô ở đi. Để thì người ta vô người ta ở. Nhưng mà em nói gì thôi, người ta vô người ta ở, người ta chiếm luôn cái nhà luôn nữa. Đến khi mà đuổi ra người ta coi như là không đuổi được. Không đuổi được mà chính quyền cũng không cho đuổi luôn. Thành ra là những nhà đó bây giờ người ta rất là sợ. Chung quanh coi như là những cái tiểu bang lạnh là bị cái trường hợp này nhiều nhất luôn. Mà kỳ quá, đáng lẽ là nếu mà ở bất hợp pháp thì đuổi ra được chứ. Chừng nào mà mướn nhà vì á, luôn kìa. Hôm bữa chị nghe một cái bản tin người ta nói là như vậy nè, nó có một cái đạo luật tại ngày xưa đó, những người chủ nhà đó họ coi như là hay là đối xử với những cái người mướn nhà đó nó không ấy đó, thì cái này là cái luật đưa ra để bảo vệ những cái người mướn nhà. Chị hiểu không? Ở đó đó rồi xong rồi cái là coi như là chính quyền người ta sẽ giống như Lưu nói hồi nãy đó, bảo vệ cho cái người mà không có nhà đó, cái kiểu như vậy đó. Cho nên bây giờ nó thành một cái thói quen và nó chưa có cái luật nào để mà bỏ được hết. Như ở Florida bây giờ cái ông gì đó,
cái ông mà tổng cái thống đốc của Florida đó, DeSantis. Thì ông đã ra cái lệnh đó rồi, nghĩa là không có bỏ cái lệnh bảo vệ những cái người mà vô gia cư, từ vì nó chiếm nhà nhiều quá. Nhưng mà những cái tiểu bang nào mà chưa kịp có cái đó đó là bây giờ là không có được quyền, không có được quyền nha. Chị là chủ nhà nhưng mà nó tống cổ chị ra luôn, mà cảnh sát đứng về nó luôn, chính quyền đứng về mình, cái mình nó nói luôn. Về nhà đó chị biết không, ở Việt Nam này lại có chuyện khác. Việt Nam nó có ba anh em đó đó, coi như là một cái ông đó, ông tên là Võ Doãn Tấn, 65 tuổi, cùng hai người em gái ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, đã vừa bị bắt vì làm giả giấy tờ và khai tử 8 người thân ở ngoại quốc để chiếm căn nhà thừa kế của họ. Là mà căn nhà này rất là cao giá nha, 80 tỷ đồng, là 3 triệu mấy đô la. Mấy người thân ngoại quốc còn sống? Còn sống, còn sống nguyên hết, coi như là dành nhau, coi như là bây giờ thì coi như làm giấy khai tử chứ. Làm giấy khai tử. Ba người này nè, ba gương mặt này nè, coi như là tham lam á. Kinh khủng quá ha. Rồi mà cùng cái vụ này đó là có một ông luật sư nữa, luật sư Lê Minh Thái và Nguyễn Đức Hải, nhân viên của ông luật sư cũng bị rồi cũng bị bắt luôn. Coi như là cho biết là mấy người này nè. Nhưng mà cái vụ mà tranh chấp có nhà 11 cửa. Người, nhà này có 11 người anh em được thừa kế một căn nhà ở phường 24 quận Bình Thạnh rất là to. Nhưng mà đều mấy người này muốn chiếm được căn nhà này. Nhưng mà chị nói em nghe, những cái trường hợp mà tranh chấp nhà cửa đất đai ở bên Việt Nam là cái chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Nhưng mà khai tử người thân ở ngoài quốc thì hơi quá, đúng quá không? Quá đáng ha. Đúng là mờ lương tâm mà. Bị tiền bạc làm mờ lương tâm. Thù lao của luật sư là 50.000 đô la. Ông luật sư ông nhận ông làm cái vụ này. Nên kỳ này ông bị bắt luôn, đáng kiếp. Còn hôm bữa chị nghe nói là Trung Tử Lưu nói gì, có cái bản tin gì, cái bà gì mà bả ở California là chết vì bị gì đó. Em có ngộ tin độc đó. Gì? Em có tin đó. Đọc đi, đọc đi. Dạ không, tự nhiên cái tin đó là tin chết chóc, em để dành cho chị. Đúng là những tin nó hợp với Mỹ Linh. Hợp với chị vô cùng luôn vậy. Quậy tâm bà. Nói cái bà này nè, bả coi như là đi Việt Nam mà nghe người ta nói là có cái thuốc mà chị bệnh trĩ đó tốt lắm này kia, bôi vô giống giống thuốc dán, thuốc người ta gọi là cao. Cái hộp này đàng hoàng nha, nó bán có hiệu đàng hoàng nha chị. Có hiệu đàng hoàng. Có hiệu đàng hoàng, cái hộp xanh xanh người ta ghi là cao bôi trĩ. Cây cây thảo thầu dầu, thầu dầu, thầu dầu, cái thầu dầu, đúng rồi đó đó đó, cái hộp quý vị thấy không đó đó. Mà coi như bà này bả sức vô rồi bả bị ngộ độc chì, tự trong đó nó có hàm lượng chì, mà theo như mà ở bên này người ta khảo khá sát, người ta coi đó, người ta giám định lại thì người ta thấy là cái hàm lượng chì nó quá nhiều đi. Hình như 4% hay là nhiêu đó em không biết nữa. Mà ta nói là không biết là tại sao ở Mỹ, một cái xứ sở văn minh, mà lại đi lấy thuốc ở Việt Nam, mà đi mua thuốc ở Việt Nam mà thua thuốc kiểu lang băm nữa chứ. Mỹ này nhà thương nó tốt như trời. Trời ơi, cái chuyện một tuần lễ mà được về bình thường. Coi như là lết đi, coi như là tuần rồi là kêu bà Nga tôn tẩn. Cái chuyện mà gửi thuốc mua Việt Nam này là em thấy bình thường. Trung Tử Lưu cũng gửi thuốc mua Việt Nam không? Không, em biết đó là cái một cái dược thảo. Eucalypt là một cái dược thảo mà để cho nó Eucalyptin phải không? Eucalyptin thôi, để nó ho, để ngậm thôi. Đó là dược thảo, không phải là thuốc, giống như min thôi. Chị nói thì cái này cũng là dược thảo nè, cái thầu dầu nè. Nhưng mà được cái đó, này là cái thầu dầu này khác cái eucalyptin này nha. Không, em nói hai cái nó khác nhau nhưng mà cũng là trường hợp vậy. Người này cũng gửi tiền nhưng mà đi em mua. Không có bị trĩ. Vậy em nó bệnh mà không ai cho nó. Chị Lan kể chuyện cười đi chị Lan. Không phải, chị Lan nói cái chuyện ngoài kỳ rồi em chống nạn mới vô á, chị nhớ tới từ tuần tôn tửng còn què. Thấy tội nghiệp ghê, đi chống nạn nghe, chống nạn mà đi vô thấy tội nghiệp đi vô thì ra. Bây giờ em dẫn chống nạn đi ra mà công nhận tội nghiệp, thấy hình ảnh của Trung Tử Lưu thấy rớt nước mắt luôn á. Ủa chị rớt nước mắt mà sao mượt chị rớt nước mắt giả dối, giả dối. Lên diễn cũng diễn gì vừa, diễn vừa thôi chị, diễn chưa thấy một giọt nước mắt nào của em hết trơn, có chị là đau xót trong lòng nè. Chị nó đau xót tận ở trong lòng, chị đau xót tận trong lòng làm sao mà thấy được. Em phải ngước cổ lên trời là để ngăn chặn một cái dòng trời cao cốt không? Không phải đâu, em ngước cổ lên trời là tự nhiên em cúi xuống em sẽ ói. Chị Lan kể chị cười đi chị Lan. Chị cười là con bé nó về nó nói mẹ mẹ bữa nay con kiếm được 20.000 mẹ ơi. Nói ủa sao con hay vậy, sao con kiếm được 20.000? Dạ có thằng bạn con á, nó kêu con leo lên cây, mỗi lần con leo nó cho con 10.000, bữa nay con leo được 2 lần. Nói sao con ngu quá vậy, nó kêu con leo để nó còn dòm cái quần xịp của con á. Con biết mà mẹ, con đâu có ngu, bữa nay con leo con không có mặc quần xịp. Em đang nghĩ trong đầu hôm nay con leo con sẽ mặc cái quần. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời chị Mỹ Linh với Trung tâm Thúy Nga.
À, quý vị, trung tâm Thuyến Kha có cái sản phẩm là Sugoi Fucoiden. Cái sản phẩm này hàm lượng Fucoiden cao nhất hiện nay, tức là 250mg, tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch trong cơ thể, chống lại sự lão hóa, tăng cường tuổi thọ, tăng cường chức năng gan thận, quân bình áp huyết, đặc biệt là giúp cho ngăn ngừa ung thư và phòng chống ung bướu. Có hai loại, nước và viên, 250mg một hộp. Nó còn ngăn chặn di căn và giúp cho những người bị bệnh máu không đông. Sản phẩm thứ hai của họ, thưa quý vị, đó là rêu xanh Corella. Rêu xanh Corella là công dụng của Okinawa Corella, cung cấp chất xanh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp tẩy độc gan, thận và máu, giúp đào thải các độc tố, kim loại, thủy ngân ra khỏi cơ thể, giúp thúc đẩy trẻ hóa tế bào da, làm sáng da, tăng cường hệ thống miễn nhiễm. 30 đồng một hộp, quý vị. Và mời quý vị đến với thuyenga.shop.com hoặc là gọi số phone đang hiện trên màn ảnh. Bây giờ mời quý vị đến với công ty DMG James Arizona. Thưa quý vị, công ty DMG James Arizona với sản phẩm rất là đặc biệt. Đầu tiên đó là sản phẩm Masonite Arizona, đặc sản của Arizona với 340 giá cách, sáng ngời, sáng lâu, sáng dai, đẹp như kim cương và cứng như kim cương, với giá 500 một carat, 1000, 2 carat, 2000, 4 carat. Thưa quý vị, mua một viên được bảo hiểm trọn đời và được tặng một viên A5 cùng cỡ đang có mặt trên thị trường, thông dụng trên thị trường, đó là Masonite Arizona. Ngoài ra họ còn có một cái loại gọi là những cái chiếc nhẫn Arizona rất là đẹp, gồm có những chiếc nhẫn Italia vàng 18 carat gắn lên những viên Masonite Arizona, để cho quý vị có thể mua những cái viên này trên những cái nhẫn tuyệt vời, và đang có cái chương trình sale rất là đặc biệt. Và thưa quý vị, ngoài ra họ còn có những chiếc nhẫn vàng 18 Italia rất là đẹp, với trên đó gắn những cái hộp Masonite Arizona, và đang có chương trình sale đặc biệt. Nếu quý vị mua chiếc nhẫn với giá từ 2.500 trở lên thì quý vị có cơ hội được tặng một viên hoặc là một hoặc hai carat kim cương láp, tức là kim cương nhân tạo đó, thưa quý vị. Quý vị, đây là một cái chương trình sale đặc biệt mà quý vị phải gọi cho chúng tôi để được cái chương trình sale này. Nếu quý vị biết rằng, ngoài ra thì quý vị biết lab diamond là gì? Đó là một loại lab diamond được làm trong phòng thí nghiệm, do mẹ hóa học đẻ ra chứ không phải mẹ thiên nhiên đẻ ra, cũng đẹp, sáng, và với cái những cái kiểm định của cơ quan GIA hoặc là IGA, những cơ quan kiểm định quốc tế nổi tiếng, với những cái nước DGEF vân vân, VS1, VS2 rất là đẹp và đang có giá rất là đặc biệt. Quý vị phải liên lạc với DMG James Arizona để quý vị được cái giá đặc biệt nha quý vị. Đang có chương trình sale xối xả lắm và được tặng quà dù quý vị có mua đồ hay không. Quý vị phải gọi cho 480-289-1696 của Helen và vào trang YouTube DMG James YouTube Official để quý vị xem các chương trình game show, các chương trình tặng quà. Tại miền Nam California, quý vị có thể đến với Tân Tú Quỳnh để mua những cái xem tận tay, dây tận mặt những viên Masonite Arizona cũng như những viên lab diamond đang có rất nhiều ngay tại đây. Chúng tôi không có carry mấy cái nhẫn ở đây, mà công ty chỉ gửi ở đây là những cái hộp xoàn lab diamond các size cũng như là Masonite Arizona. Mời quý vị đến với chúng tôi. Tiếp theo là công ty Thanh Lê Yến với chị Trang Thanh Lan. Trang Thanh Lan xin giới thiệu công ty xuất nhập cảng Thanh Lê Yến, một công ty đã tiên phong ngành trong ngành yến nhiều năm qua. Có chương trình đặc biệt giảm giá cho yến trắng 5 chữ A, hiệu Sống Vui, 250g, sale 540 đồng. Tặng đường phèn sâm Hoa Kỳ, một hộp táo đỏ nhãn Kỷ Tử. Và hôm nay được tin vui được là nếu mà mua 4 hộp á, cũng sẽ được 520 thay vì hồi đó là 10 hồi đó mua 10 hộp, mà 520, bây giờ 4 hộp được 520. Thưa quý vị, vẫn có những quà tặng như thường. Yến khô không để tủ lạnh, không phơi khô, gửi hàng miễn cước phí, free shipping. Quý vị đặt hàng xin gọi 714-418-9788, 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà tiemyến.com hoặc website thanhlyyến.com. Ngoài ra Thanh Lê Yến còn bán đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây và các thứ nấm, các thứ nấm đông trùng hạ thảo, nấm đông trùng hạ thảo rồi bào ngư. Dạ, có bào ngư, bào hương ngọt, hộp rất là nhiều thưa quý vị. Và xin mời quý vị đến với Thanh Lê Yến, 714-418-9788. 418-9788. Và thưa quý vị, bây giờ là công ty MV Heart với sản phẩm đầu tiên, đó là NMN.
NMN là gì? Đó là một cái loại viên trường thọ, thưa quý vị, kích hoạt hệ thống hô hấp của tế bào, đánh thức các tế bào đang ngủ quên, giúp sống khỏe hơn, sống thọ hơn, không bị già lão, không bị lão hóa sớm, giúp kéo dài tuổi thọ, giúp tăng cường trí nhớ minh mẫn hơn, giúp phụ nữ xinh đẹp hơn, nam giới tràn đầy sinh lực, giúp những người đang bị tiểu đường, cao máu, cao mỡ, đau nhức xương khớp nhanh chóng phục hồi sức khỏe mỹ mãn, giúp ngăn chặn nguy cơ tăng cân nhanh gây béo phì. Quá trình lão hóa của con người bắt đầu từ tế bào, và tế bào là đơn vị nhỏ nhất để duy trì cấu trúc và chức năng sinh lý của cơ thể con người. Và sản phẩm công nghệ sinh học phân tử NMN sẽ giúp bạn thoát khỏi những ràng buộc của quy luật về tuổi tác. Bạn không còn lo sợ về tuổi già sức yếu, sự lão hóa sẽ đến rất nhanh, và ngược lại sẽ luôn giúp bạn được trẻ hóa từ trong ra ngoài từng ngày, quý vị. Và thưa quý vị, sản phẩm tiếp theo của họ đó là Royal Collagen. Đây là một sản phẩm để giúp cho quý vị da quý vị trẻ trung hơn, đỡ lại tuổi 20 với da trắng và trị nám, giúp cho tuổi trẻ nó trị nám, tàn nhang, đồi mồi, vân vân khi chúng ta dùng cái Royal Collagen này. Đây là một loại Royal Collagen rất là đặc biệt của công ty MV Heart, giúp cho quý vị trị những cái vết nám nhỏ kêu là dark spot trên mặt đó, thưa quý vị, cũng có thể tan đi và làm cho quý vị da trắng thêm, kêu là anti-aging, là nó chống tuổi già, thưa quý vị. Và công ty của họ cũng có một sản phẩm nữa, đó là Stem Cell Birdnet, gồm có stem cell của nhau thai cừu và đặc biệt và của yến, hai thứ cộng lại với nhau thì quý vị biết rồi, nhau thai cừu tế bào da nó sẽ giúp cho quý vị tái tạo làn da mới, giúp cho quý vị da trẻ hơn, đẹp hơn. Đồng thời cái yến đó, nó sẽ giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe, giúp cho quý vị lớn tuổi, những người lớn tuổi đó có thể phục hồi sức khỏe, và chúng ta có một cái sức khỏe mạnh khỏe hơn, có một cái power hơn. Đây là những sản phẩm đặc biệt của MV Heart với số điện thoại 714-722-9709, 714-722-9709. Tiếp theo một sản phẩm của họ đó là White Skin, thưa quý vị. Đây là White Skin, sản phẩm làm trắng da. Nó không những chỉ làm trắng da, làm da quý vị sáng lên, mà nó còn lọc gan, lọc thận, và nó giúp cho quý vị rất là nhiều, lọc gan, lọc phổi nữa. Nên quý vị mà những người mà bị có vấn đề về da, mà bị gan mà đã làm cho da vàng hay da bị cái này cái kia đó, thì chúng ta dùng loại White Skin này của công ty MV. Cũng mời quý vị đến với công ty MV với những sản phẩm chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay. Và nếu quý vị muốn làm đại lý, xin quý vị gọi số điện thoại hiện trên màn ảnh. Những sản phẩm đặc biệt này xin quý vị liên lạc làm đại lý với MV Heart, số điện thoại 714-722-9709, 714-722-9709. Quý vị muốn mua online thì xin vào trang web tantuquinh.com, tantuquinh.com. Chúng tôi có tất cả các sản phẩm này, và quý vị có thể gọi số điện thoại chúng tôi 714-612-7309, 714-612-7309. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị một công ty của SK Nhật Bản, thưa quý vị. Công ty SK Nhật Bản với những sản phẩm về tóc rất là quen thuộc. Đầu tiên là conditioner và shampoo, thưa quý vị. Hai loại để giúp cho quý vị có mái tóc rất là đẹp, tóc không bị gãy, tóc không bị rối, tóc không bị hư, tóc không bị gầu, tóc không bị rụng, với chất argan oil là cái chất chính của chúng tôi. Ngoài ra thì họ còn có một cái chai mọc tóc, serum mọc tóc 2 chai, một liều 2 chai, thưa quý vị. Nếu mà 2 chai vô 1 thì quý vị thấy là 2 chai thì quý vị tóc quý vị sẽ mọc lên. Ngoài ra chúng tôi cũng có những sản phẩm rất là đặc biệt như là dầu gội đầu 3 trong 1, quý vị thấy là gồm có shampoo, conditioner và dầu gội đầu với 5 màu khác nhau. Và thưa quý vị, bây giờ là công ty SK của Nhật Bản với những sản phẩm rất đặc biệt về tóc. Đầu tiên đó là, thưa quý vị, đó là sản phẩm về shampoo và conditioner với chất argan oil làm chủ đạo, giúp cho tóc không rối, tóc không gãy, tóc không rụng, tóc không hư, tóc bóng, tóc mượt, thưa quý vị. Ngoài ra họ còn có những sản phẩm khác rất là đặc biệt như là thuốc mọc tóc mà một liều 2 chai thì quý vị tóc sẽ mọc lại như thường, và quý vị phải nhớ là 2 chai tóc mới mọc lên nha. Rồi chúng tôi lại có những cái loại dầu gội đầu 3 trong 1, gồm có shampoo, conditioner và thuốc nhuộm với 5 màu rất là đẹp để quý vị xài rất là dễ dàng. Họ cũng có một loại gọi là hair mask. Hair mask sẽ giúp cho tóc quý vị mà những người mà tóc bị hư, bị gãy, bị rối nhiều quá đó, thì quý vị sẽ được tóc mượt lại khi chúng ta dùng. Trên màn ảnh quý vị thấy đó là đang cái Food Heal Mask,
cũng là một đặc biệt. Foot peel mask là một cái loại mà để quý vị ngâm cái chân vô, cái chân quý vị nứt, quý vị bị khô, quý vị bị cái chân bị mùa đông bị khô bị lở đó. Nhiều người từ nhỏ tới lớn mà cái chân khô, quý vị ngâm chừng hai đôi vớ này, chừng hai hộp này thôi, mỗi hộp có hai đôi vớ thì chân quý vị sẽ hồng trở lại như gót chân son. Ngoài ra họ còn có hai loại collagen rất là đặc biệt, một loại là kem collagen chống nắng, chống nám, chống nhăn, chống nhờn, và một loại là collagen dark spot để trị nám, trị đồi mồi, trị tràn nhang, rất là đặc biệt. Và mời quý vị đến với công ty SK của Nhật Bản. Quý vị có thể liên lạc với anh Scott ở số điện thoại 714-272-1271 để làm đại lý, tăng cường đại lý khắp 50 tiểu bang. Ngoài ra, tên tất cả các chợ tại miền Nam California đều có sản phẩm của SK. Quý vị muốn mua sản phẩm này gửi đi các tiểu bang, quý vị có thể đến với Tân Thú Quỳnh, với tantuquinh.com hoặc là số điện thoại 714-612-7309 với địa chỉ trên màn ảnh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và thưa quý vị, hồi tuần vừa rồi đó, ở Đài Loan nó có một cái trận động đất thì tới 7.2 độ Richter. Thì nó chỉ thua cái trận động đất mà năm 1999, nó gọi là trận động đất 921 á. Cái trận động đất đó là 7.3 độ. Mà 7.2 độ này nè quý vị, nó là tương đương với lại mấy chục cái trái bom nguyên tử luôn á. Nó đo như vậy đó. Nó đo cái cường độ mạnh của những cái trận động đất này là rất là mạnh luôn. Và người ta nói là trước những cái trận động đất đó quý vị, nó có những cái hiện tượng. Thì hôm bữa nó có những cái người ở trên Facebook có trước cái ngày đó đó, người ta coi, người ta nói cái bầu trời đó, có một cái anh chàng đó nói là chứ cái bầu trời hôm nay đẹp mà nó kỳ quái quá, đẹp cái kiểu mà quái đản á, không giống ai hết trơn á. Và còn có người thì nói là hôm nay nó có một cái mùi rất là kỳ, cái mùi giống như cái mùi của trận động đất hồi 921 á, hồi năm 1999 á. Thì người ta nói đó là những cái hiện tượng nó xảy ra trước khi động đất. Và coi như là người mình, thí dụ mình bình thường đó, mình thấy bầu trời hoặc mình thấy là những cái hiện tượng gì á, nó có những cái mùi khác lạ hoặc là cái màu trời nó như sao á, thì nó cũng đã nói lên một cái phần nào cái thời tiết mà nó xảy không ra. Không những thời tiết mà thường thường chỉ biết mấy cái con vật, thú vật nó không biết hay lắm mà nhất là những cái con mà cái trận động đất ở Cali mà Oak Ridge mà năm 1994 em nhớ không? Là trước đó 8 tiếng nhà chị hồ cá nuôi, hồ cá bự thì bự nó nhảy ra ngoài hết trơn. Chó nó chạy vòng vòng chim bay tá lả âm binh hết trơn. Là khuya đó là động đất đó. Thế ví dụ ở rừng á, người ta thấy rõ hơn. Ở trong rừng nó em thì lại hồi khác, hồi đó em té trên lầu 5 em té xuống. Em tửng phải không? Nên một cái xương của em, cái xương của em nó bị va chạm vào cái xương sống của chúng tôi, nó bị cong vậy nè. Nên mỗi lần mà thường trước động đất á là nó đau ghê lắm, nó đau mà uống thuốc giảm đau không hết. Nó đau ghê lắm. Cái kỳ đó, cái nọ thớt đó là gia đình em á là đi chơi ở San Francisco, ông anh em rủ em đi mà em đau quá, ngày đó em đau quá em không có đi, em mà ở nhà. Tối đem hứng nguyên trận động đất này nè. Mà em vừa ngồi dậy đó, em vừa động đất quá đó, em đau quá em nằm trên giường không được, em phải nằm dưới đất cứng để cho em ngủ được. Thì em nằm đó thì trên đầu em là nguyên cái đầu, nguyên cái đèn á, chị biết đèn thủy tinh không, đèn đèn bàn bự đó. Thì em ngồi đó thì nó đổ xuống rầm ngay ghê quá hả. Em ngồi lên nó đổ tự nhiên nó em mở cửa sổ ra em thấy cái hồ bơi đó, nó ghê lắm, lắc đảo luôn hả. Nhà chị á giống như là cả ngàn chiếc xe tăng ở dưới lòng đất em ơi, nó âm mà nó đất nó lượn như dần sống vậy nè. Ghê rồi, quá hả. Làm hú ín nổi hết trơn. Thì đúng rồi, cái đó là nó lớn quá mà nó phải báo động luôn. Và thưa quý vị, có một cái bản tin nữa cũng cho biết là cái giá trứng trong năm nay cũng tăng nhiều lắm trong mùa này nè quý vị, là bởi vì cúm gia cầm đang xảy ra ở khắp ở mấy cái tiểu bang ở miền đông, ở mấy cái vùng mà sản xuất trứng nuôi gia cầm rồi đó. Và Hoa Kỳ đang phải đối phó với một cái dịch cúm gia cầm bùng nổ, và trung bình giá có một chục trứng là 3 đồng trong tháng 2 đó, thì bây giờ nó tăng 2 đồng vào mùa thu, tức là bây giờ là lên nó lên 4-5 đồng vậy. Em không có mua trứng nhiều nên không biết, nhưng mà đều người ta nói là trứng tăng giá, trứng tăng giá rất là nhiều. Chị mua hôm bữa chị mua, em mua một cái hộp trứng mà có mười mấy cái đó chị, một cái coi như hàng dãy hàng ba đó. Thì nó là 6 đồng mấy lần á. 6 đồng mấy lần. Trứng lên lâu rồi, lên mấy tháng nay sau Covid. Thì nó lên lâu đúng rồi. Chuyện cười là có một thanh niên đó bị đắm tàu, bị trôi vô một cái hòn đảo xa xôi lắm, phải mấy ngày sau mới lấy lại bình tĩnh. Và bắt đầu là thèm muốn đủ thứ hết phải không. Cái tự nhiên trời xui đất khiến, có một trận đắm tàu nữa, có một cô gái rất là đẹp
cũng trôi vô đó. Cậu này vớt lên, cậu này vớt lên xong cái cứu tỉnh cô ta, xong cái đấy cô ngoài cái cô có đem cái gì theo trong người không? Nói tôi không còn gì á, ngoài một cái mà đàn ông rất là mê, rất là thích. Cái thanh niên mừng quá. Ồ vậy cô có đem bia theo hả? khi mà kể ai cũng tưởng là cái gì đúng rồi, đúng rồi. Thì mừng quá hỏi ủa vậy cô có đem bia theo. Tóm lại là đàn ông hình như thích bia nhất phải không? Hơn phụ nữ luôn hả? Bia hơn vợ. Bia hơn vợ, ở Việt Nam là bia hơn vợ đó. Ở đây cũng vậy em ơi, phải không? Không, cái đó là những người có vợ rồi người ta mới cảm thấy tự gì đã có rồi quý vị, thành ra tham lam muốn thêm. Chứ còn bình thường coi em nghĩ chắc là bia không bằng cô mấy cô gái. Không, bình thường người ta hút thuốc hay gì đâu, người ta có uống. Trời, nói động chạm dễ sợ đó nha. Thưa quý vị ơi, bây giờ chúng tôi là phải tiếp tục giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo đó là Bé Hai bán trái cây. Thưa quý vị, Bé Hai bán trái cây đây là một cái công ty mà quý vị phải thấy rằng rất là dễ thương, bởi vì chúng ta ai cũng thích ăn trái cây tươi hết á. Và trái cây Á Châu thì quý vị đến với đường Busa và Magnolia trong khu chợ ABC, quý vị sẽ gặp tiệm trái cây tươi của Bé Hai, địa chỉ là 8892 Busa Avenue với số điện thoại đang hiện trên màn ảnh. Mùa nào thức đó quý vị đến đây mua những cái loại trái cây Á Châu của Việt Nam, rất là nhiều loại, từ vú sữa cho đến xoài cát Hòa Lộc cho đến bưởi, mít, sầu riêng, me chua, me trái xoay, đủ thứ hết. Và thanh long, mãng cầu, tất cả ổi, cam, quýt, mận đều có hết. Và mùa nào thức đó nha quý vị, quý vị đến với Bé Hai trái cây tươi, mở cửa 7 ngày. Ngoài ra ở đây còn có đặc biệt là xuyên gửi xuyên ban cho quý vị, cũng như họ có những cái loại gọi là chả mực, chả tôm, chả ốc, chả bò, chả heo, những cái loại chả rất là đặc biệt để quý vị có thể mua. Quý vị có thể làm đại lý để bán chả, hoặc là quý vị có thể mua về ăn, hoặc là quý vị có thể đến với ở du khách ở xa đến với Little Sài Gòn thì nhớ ghé tiệm trái cây tươi của Bé Hai, địa chỉ là 8892 Busa Avenue với số điện thoại đang hiện trên màn ảnh. Chúng tôi nhận gửi xuyên bang và giá cước rất là rẻ. Tiếp theo xin mời quý vị đến với công ty, một cái công ty đặc biệt mà quý vị biết không? Chúng ta không cần về Việt Nam nữa là bởi vì chúng ta đã có Liên Phạm. Nói tới Liên Phạm, hơn tuần rồi chị có qua chị mua mấy cái mắm chưng á, trời nó ngon quá em ơi. Lúc này không biết sao mà Liên Phạm chưng mắm chưng nó ngon hơn mấy lần trước nhiều. Vậy hả? Rồi chị mua mắm tôm chua mà có cà pháo nữa. Bán nhiều quá lên tay rồi ha. Chị luộc thịt ba rọi đó, cái chị cắt ra chị. Chị em đang bị cử nha. Tội nghiệp quá à. Gẹo. Công ty Liên Phạm đặc sản quê nhà, chuyên sỉ và lẻ tất cả các mặt hàng đặc sản của Việt Nam như cá tươi, cá mực nắng, các loại mắm đủ các vùng miền. Gần 500 món hàng đều được có sẵn tại cửa hàng của Liên Phạm để phục vụ cho bà con kiều bào tại Mỹ. Liên Phạm luôn cam kết chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhận ship tất cả các tiểu bang toàn nước Mỹ, luôn có chương trình khuyến mãi khi khách hàng mua tại tiệm. Mọi thông tin xin liên lạc 714-453-7777, địa chỉ 10495 Busa Avenue, suite 105 Westminster, California 92683, nằm trong khu phở Thìn và Hảo Vị Barbecue. Liên Phạm kính mời. Ngoài cái những cái sản phẩm mà bằng về sông nước giống như là cá một nắng, mực một nắng, rồi còn có những cái thức ăn ăn liền mà giống như là cái gì mình thích đó luôn. Lẩu số bắp. Số bắp á, trời, số bắp ngon quá quý vị ơi. Quý vị vào là www.lienphạm1.com, lienphạm1.com để quý vị tham khảo. Có lấy cái xem thẻ gì đó của ở đây có EBT, nhận EBT hả? Có nghĩa là nhận food stamp, nên quý vị cao niên có thể đến đây mua đồ nhận food stamp, nhớ mang theo ID nha quý vị. Bây giờ là công ty Lan Anh Kitchen cũng nhận food stamp, chị Mỹ Linh. Lan Anh Kitchen ở số 6944 Westminster Boulevard. Ở đó là coi như là quý vị đi từ ở Bosa đi lên á, ở đường Beach, pass qua đường Beach, xong rồi là ở bên tay trái, quý vị rẽ vô trong đó là gặp liền Lan Anh Kitchen. Ở đây cũng nhận EBT. Golden West chứ em? Đường West, Westminster. Westminster chạy lên qua khỏi đường Golden West nằm bên trái. Đúng rồi. Ở đây có bán rất là nhiều những cái sản phẩm Mỹ Linh thích nhất là cái
cái bún bò Huế nè quý vị. Ở đây nó có chim cút roti nữa nè quý vị. Rất là nhiều những món ăn ngon, cánh gà chiên nước mắm, rồi có nhờ cơm gỏi củ gọi là dừa. Gỏi củ hủ dừa, rồi cơm tấm sườn cái gì đó, hamburger. Hamburger Hà Nội, rồi hamburger. Cái này nó là có bán những cái tray đó quý vị, tray cho ba party đó, cho nhiều người ăn đó, rồi gỏi cuốn nè. Dạ, gỏi cuốn cái bụng cá hồi. Bụng cá hồi. Gỏi cuốn chảo tôm, rất là nhiều những cuốn rồi này kia nọ. Chúng ta đến đây ăn mỗi ngày thưa quý vị, và đây nấu chè đoạt giải nên chè rất là ngon. Có người cả tuần lễ này không được ăn liên phạm. Thèm không? Lan Anh Kitchen hả? Không, bây giờ em phải bớt chè lại rồi không ăn chè được nữa. À, vậy hả? Và thưa quý vị, ngoài ra ở đây cũng còn có rất là nhiều món ăn mà quý vị biết rằng ăn chơi ăn thiệt đều có hết, bánh xèo bánh khọt đều có hết, bún chả Hà Nội, chả cá Thăng Long. Nên mời quý vị đến với Lan Anh Kitchen với địa chỉ là 6944 Westminster Boulevard, thành phố Westminster, mở cửa 7 ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, và ngày riêng ngày Chủ nhật đó thì đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Với số điện thoại hiện trên màn ảnh, mời quý vị ủng hộ cho Lan Anh Kitchen. Bây giờ thì Trung Thu Lưu xin giới thiệu đến quý vị công ty Cancellano Food với sản phẩm đặc biệt mà quý vị thấy không nơi nào có, đó là đông trùng hạ thảo đen Black Cordyceps. Thưa quý vị, Black Cordyceps là đông trùng hạ thảo đen tinh chất, làm với 3 số. Số 1 dành cho những người bị yếm thế, bị sức khỏe yếu, bị coi như là ăn trẻ em ăn chậm lớn, dành cho những người mà hay bị chóng mặt, xây sẩm thưa quý vị. Và nếu quý vị ngồi mà đứng lên xây vòng vòng hoặc là quý vị không có sức khỏe đó, cũng như nhân sâm hay là linh chi, thì quý vị dùng loại Black Cordyceps số 1. Loại số 2 thưa quý vị, đó là dành cho bổ thận, dành cho những người bị hư tỳ, hư vị, hư phế. Và quý vị bổ cho cả nam lẫn nữ, giúp cho đời sống hạnh phúc gia đình tăng lên, bởi vì sự coi như là sự gia tăng sự sức mạnh của sinh lý. Đó là loại số 2 dành cho những người đàn ông và đàn bà. Và thưa quý vị, loại số 3 là một loại rất là đặc biệt dành cho những người bị bệnh ung thư. Chúng ta cần phải có sức khỏe để xạ trị và hóa trị. Trong cái loại này thì chúng tôi có một người khách hàng, cô muốn luôn luôn muốn mang tên cô lên trên TV để nói đến, đó là cô Linh Nu tại thành phố Upper Derby ở Pennsylvania. Cô bị ung thư và cô không ăn uống được, cô đã xuống sức rất là nhiều, và cô đã gọi cho chúng tôi lưu. Và khi chúng tôi gửi cái Black Cordyceps số 3 này lên cho cô uống và cô đã ăn uống được, và cô đã hồi phục sức khỏe rất là nhiều trong khi xạ trị hóa trị về ung thư não. Và cô nói rằng khi mà nói trên đài giới thiệu thì nhớ nói đến tên cô, là cô rất là thích cái loại đông trùng hạ thảo đen số 3 thưa quý vị. Như vậy có 3 loại đông trùng hạ thảo, 1, 2, 3. Ngoài ra thì công ty Cancellano Food có những loại trà quen thuộc quý vị đã biết rồi, đặc biệt là trà trị tiểu đường BG, giúp cho quý vị ổn định lượng đường trong máu. Quý vị dùng từ 3 gói cho tới 12 gói, lượng đường sẽ xuống bằng không để quý vị có thể ổn định cuộc sống lại. Trà BG một hộp, một bịch có 30 gói, chúng ta có thể dùng trong 1 tháng. Ngoài ra họ có một loại trà nữa, loại là trà CH, là trà này để dành cho những người bị mỡ trong máu. Chúng ta có thể dùng loại trà này để loại mỡ trong máu, chúng ta cũng dùng 1 tháng một bịch như thế này. Ngoài trà này thì chúng tôi có một loại trà EP thưa quý vị, đây là trà dành cho những người bị tuyến tiền liệt, bị sưng mà đi tiểu không được, tiểu rác, cho những người đàn ông đó, thì chúng ta dùng cái loại trà này, loại trà của công gọi là để giúp cho quý vị đi tiểu lại dễ dàng. Chúng tôi còn nhiều sản phẩm khác cũng sẽ giới thiệu trong thời gian tới. Công ty Cancellano Food, nếu quý vị muốn mua những sản phẩm này, xin gọi cho công ty đại diện độc quyền là Tân Tú Quỳnh với số điện thoại 7146127309, 7146127309. Quý vị cũng có thể order online với website www.tantuquynh.com. Bên Canada thì có Thúy Nga Paris Canada. Và thưa quý vị, hôm nay đặc biệt là Mai E Shopping đến với chương trình Chuyện Phố Phường của chúng tôi với một sản phẩm đặc biệt. Đây là một bộ 4 chai kem dưỡng da gọi là Esarchu của Nhật Bản, của Hàn Quốc thưa quý vị. Esarchu, đây là một cái bộ mà phải nói rằng rất là tuyệt vời, mà chúng tôi còn phải nói là nó làm từ tế bào gốc, từ cuốn rốn của trẻ sơ sinh. Chúng ta biết nhau thay người thưa quý vị là thường thường đã dùng để làm cho
rất là nhiều cái tác dụng rồi, nhưng mà trong cái tế bào gốc của nhau thai người thì người ta lại dùng đó để chiết xuất ra và chiết xuất thêm từ cỏ hổ để làm cho quý vị có một bộ da đẹp và chúng ta có một cái bộ kem dưỡng da rất là tuyệt vời. Và ngoài ra vẫn còn những cái chiết xuất nữa như chiết xuất thiên nhiên của trái sung, rồi những cái vitamin B3, rồi nghệ mầm gạo Nhật Bản vân vân, và nhiều cái sản phẩm khác mà nó cho ra một cái bộ, bộ này là bộ Esachu rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, mà nhiều năm, nhiều coi như là đây là một cái phát minh đặc biệt của một cái trường đại học của bên Hàn Quốc. Và một cái bộ night cream, day cream, một cái bộ như thế này thì nó có một cái bộ như cái bộ này đó thưa quý vị là 240 Mỹ Kim, và những cái chai khác là 65 Mỹ Kim hoặc 60 Mỹ Kim. Quý vị có thể theo dõi trên Việt Face TV, chúng tôi đang có những cái talk show rất là nhiều về cái sản phẩm này, về cái sản phẩm tế bào gốc mà cuốn rốn trẻ sơ sinh này, và nó giúp cho quý vị có nó giúp cho quý vị không những thì chỉ dưỡng da, mà quý vị biết là cái tình trạng mà lăn kim trên mặt nó, thay vì chúng ta lăn kim thì ở đây nó có cái chai lăn kim bằng cái san hô thưa quý vị. Quý vị chà lên cái san hô trên mặt này nè, nó cũng giống như lăn kim vậy đó. Và nó dưỡng kem dưỡng da ban đêm ban ngày vân vân, và nó giúp cho quý vị. Cái này nó theo cái một cái ý tưởng gọi là cái ý tưởng của một con rắn đó, con rắn độc nó cắn đó, thì nó truyền độc truyền vô máu, thì bây giờ người ta thay thế bằng san hô chăm chích lên biểu bì mặt ngoài của da, phần dưới của lớp da, để cho nó quý vị có một cái da mặt tuyệt vời luôn. Và đây là một cái bộ Esrachu, đây là một cái bộ 4 chai mà quý vị cần phải tìm hiểu với những cái tác dụng khác nhau, chúng tôi không có đủ thời gian để nói, nhưng quý vị nhớ đây là một bộ kem dưỡng da rất là tuyệt vời mà quý vị cần phải tìm và nghe trên Việt Face TV các talk show, rất là nhiều talk show về cái sản phẩm Esachu này. Và mong quý vị đến với My E Shopping thưa quý vị. My E Shopping đây là một cái sản phẩm của 30 năm của một cái trường đại học, họ nghiên cứu ra sản phẩm này. Và My E Shopping, xin quý vị liên lạc với My E Shopping ở số điện thoại 1-800-314-0389 hoặc là 714-486-3868, 714-486-3868. Và thưa quý vị, bây giờ tới Việt Face More. Thưa quý vị, Việt Face More với sản phẩm đầu tiên là tinh dầu thông đỏ, được chiết xuất từ lá của cây thông có tuổi thọ trên 100 năm, có tác dụng là đánh tan mỡ máu, gan nhiễm mỡ, giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều chỉnh cân bằng huyết áp, hỗ trợ chức năng miễn dịch, làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, ho, viêm xoang, hen suyễn và cúm, thải độc thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da, chống lão hóa, điều trị các chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa, với giá 210 đồng một hộp nha quý vị. Sản phẩm thứ hai của họ là sản phẩm mới trở lại chị Mỹ Linh đang cầm, đó là probiotic. Thưa quý vị, sản phẩm này đã hết hàng lâu lắm rồi và hôm nay chúng ta cũng mới trở lại thôi. Thưa quý vị, probiotic là gì? Đó là một cái men vi khuẩn tốt, coi như là chúng ta cần đưa vào cơ thể để cho nó đàn áp cho nó những cái con vi khuẩn xấu, mà những con vi khuẩn xấu nhiều khi chúng ta làm sinh sôi những cái vi khuẩn tốt quá trong nó làm cho sinh sôi rất là tốt thưa quý vị. Và probiotic nó giúp cho quý vị rất là nhiều, vì đường ruột của chúng ta được xem như là nơi trú ngụ của hàng tỷ tỷ vi khuẩn khác nhau dùng tốt và xấu, và nó giúp ngăn ngừa tiêu chảy do trứng không dung nạp đường lactose, giúp ngăn ngừa viêm đường ruột, giúp chống nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp ngăn chặn chất trào ngược axit từ dạ dày, thải độc tố, cải thiện chức năng gan, cải thiện làn da, giảm béo phì, béo bụng, giảm cholesterol, giúp ức chế tế bào gây ung thư dạ dày, trực tràng, bàng quang, tuyến tụy, giúp giảm dị ứng trong thân thể, tức là những người bị ngứa, bị đờ đó thì uống cái này cũng được nữa, rất là tốt. Và đây là cái probiotic của Hyzen thưa quý vị. Hyzen của Hàn Quốc, và hôm nay là giá 150 đồng nha quý vị. 150 đồng một hộp Hyzen của Hàn Quốc do Việt Face More. Quý vị có thể liên lạc với Việt Face More.net và hoặc là số phone của Việt Face More để quý vị có thể mua sản phẩm này. Chút xíu nữa thì quý vị thấy trên màn ảnh sẽ hiện lên. Bây giờ thì Trung Tú Lưu xin giới thiệu đến quý vị một cái nhanh cho quý vị, cái này là ăn, cái này là gọi là hoàng bổ đáng 60 viên, hai con phượng. Cái này cũng giúp cho quý vị chống đột quỵ, ngăn ngừa đột quỵ, chống mặt say xăm, say sống này kia, và giúp cho quý vị bị say sẩm, nhức đầu, bị rối loạn tiền đình vân vân, thì chúng ta có một hộp 60 viên giá 300 Mỹ Kim thưa quý vị. Và sau đây là một bản tin đến từ Canada quý vị. Người ta nói rằng á, cái đường mà đi bộ dành cho người đi bộ đó quý vị, thì thường á thì mình đi thì cũng không sao hết, có đèn độ bật lên thì cũng không sao hết, nhưng có một số đường xe chạy rất là nhiều, xe lớn chạy, và nó cũng đã nhiều năm nay đó,
người ta nghiên cứu và người ta biết được á, là có rất là nhiều những cái vụ đụng xe cho cái người đi bộ, tự vì xe chạy quá tốc độ hoặc là xe chạy mà kiểu như là tới đèn đỏ rồi mà cũng còn chạy, cái trớn vẫn còn đó, nó làm cho nguy hiểm cho người đi bộ. Và ở bên cái Canada đó quý vị, thì có một cái sáng kiến của một cái tổ chức phi lợi nhuận, nó gọi là Vision Zero Vancouver, thì người ta chế ra một cái viên gạch mà nó làm bằng xốp, nhưng mà y chang, quý vị cầm y chang cái viên gạch luôn, người ta để bên đường á, thì mình đi bộ tới đó, mình cầm cái viên gạch đó, mình đi ngang qua đường, xong mình bỏ vô trong một cái hộp khác, mình cất đi. Và mấy cái người đi bộ như vậy đó, người ta nói rằng á, cái ý kiến này nè, nó làm cho cái người đi bộ rất là an tâm luôn. Tự vì khi mà quý vị đi xe đó, tự nhiên á hả, mình thấy cái người cầm cục gạch đó, cái mình tự nhiên mình cũng hơi ngắn ngán đúng không? Tự nhiên sợ nó chọi. Sợ nó chọi. Nãy đúng em rồi. Nghĩ em không biết là đúng rồi. Cầm cục gạch để làm cái gì. Thì đó, mà mình phải đưa ra cho xe nó thấy rồi nha. Chị cầm cục gạch lên đó, chị cầm vậy nè, xe giống ngán như mấy đó. Người mà đi qua đường hay đưa tay vậy nè, đưa tay người ta thấy. Cái này đưa tay không sợ cầm cục gạch. Ừ đúng rồi. Tự vì nó lấy ý kiến theo. À, đâu? Ở bên Canada đó, Vancouver đâu? Tự vì nó có Vancouver thì á hả, nó cầm cục gạch lên cái là mấy xe đi, tự nhiên người ta nói cái cảm giác người đi bộ, người ta nói là chứ tự nhiên họ cầm cục gạch họ cảm giác như xe đi chậm lại vậy đó, tại vì ta sợ mà. Ừ đúng rồi, ừ. Sợ phan vô xe. Nhưng mà thực ra cái đó nó là xốp thôi, miếng xốp thôi, nhưng mà giống y cục gạch vậy, nó mắc cười lắm. Ừ thì nó cái này cũng hay ấy chứ, nó làm cho yên tâm á. Ở California mình lên làm vậy. Mình lên làm thiệt á, chạy bất có một kể. Ông hành khách đó, vừa rồi ông mới bị phạt 400 đô tiền Mỹ đó, ở Úc đó thưa quý vị, vì ông ngồi ông tiểu trên cái ly trên phi cơ. Trời. Thật sự đó nha, là tự vì vậy nè, phi cơ đậu xuống rồi, ở từ New Zealand bay về Úc, đậu xuống rồi mà đợi trên đường băng lâu quá, ông mắc tiểu quá, thì mà thường thường trên cái đường mình trong lúc đầu đó không cho đứng dậy, thì ông mắc tiểu quá, ông lén ông tiểu, nhưng mà cái bà kế bên bà nghe. Bà nghe tiếng rọt. Không, bà nghe rõ ràng, bà nghe rõ ràng cái tiếng ổng tiểu. Vô cái ly xong rồi đó. Rồi xong lúc đi ra đó, ổng cầm cái ly đi ra mà ổng làm sao văng cái nước tiểu nó vô mấy cái người tiếp viên mà bà thấy luôn. Đất ơi, bà thấy thì... xong, bà thấy xong bà mới tố. Bà mới thấy cái bà này coi như là bà căm thù. Bà nói bà ngồi, bà bảo ngồi ở trong cùng, bà với con gái bà ngồi hai ghế bên ngoài, mà coi như là ông đó ngồi trong cùng. Ông đó ngồi trong cùng. Vậy là bà thấy chưa? Không, thì tức là ông lén ông tiểu rồi thì bà thì không, nhiều khi lúc đó người ta che lại ta cái này cái kia cái rồi chị, ai mà chỉ tò mò chứ. Chị đang mong đó tôi lấy. Ông tiểu bậy quá. Mà bà này cũng vậy, mắc mớ gì bả đi ta tìm. Coi như là xong rồi. Ông này theo dõi văn mấy cô tiếp viên, chắc bả cũng không lên tiếng đâu, tại vì làm văn là tại sao không lấy cái chai ta? Chạy đâu ra? Chạy đâu ra? Lúc đó người ta đang ngồi, mắc ngồi mà đó, kiểu mà, như có cái gì người ta xong làm là cái cuối cùng ông bị kêu lên, ông bị phạt 600 mấy chục đồng Úc là 400 đồng Mỹ. Trời ơi. Mà hình như là bị cấm bay luôn á. Vậy bị cấm đó bay hả? Những người mà vi phạm cái gì là bị cấm bay. Rồi đúng rồi. Cấm thời gian nào đó thôi. Tai hại ghê ha. Còn ở đây á, gì đâu mà cấm. Ở đây là ở Mỹ nha. Bây giờ nó có một cái giống như là có một cái cô này nè, cổ làm trước nhưng mà bây giờ nó thành giống như là nhiều người thích cái kiểu đó đó. Nghĩa là sau khi ly hôn thì nhẫn, thường thường mình có nhẫn kết hôn rồi nhẫn đeo rồi kia nọ đó, lấy cái đó ra phá ra làm lại thành một cái nhẫn khác, nó gọi là nhẫn ly hôn. Coi như lấy cái hộp và nhận vỏ khác. Đúng rồi. Hoặc chị chế lại thành một cái chiếc khác, cái mẫu nó thành khác. Thực sự em cũng có cái tật là em hay phá cái nhẫn này, phá cái nhẫn khác để em làm lại nhẫn khác lắm. Dạ hả? Chị không có. Không, người ta nói hoài cái này là người ta có cảm giác đàng hoàng. Tự vì khi người ta ly hôn, người ta nhìn chiếc nhẫn đó, người ta bực mình lắm. Chị dục cha đó cho rồi đi. Dục hộp xoàn chứ gì. Dục hộp xoàn ta bự. Không à, người ta chế lại. Có nhiều người chế thành sợi dây chuyền để làm kỷ niệm. Thì người ta nhìn, người ta cũng thấy đó là một cái vật mới, không phải là cái vật mà đính hôn rồi nha. Cái này là ly hôn rồi nha. Cái này là tôi mang cái này ly hôn khác rồi nha. Không có giống. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến có đeo gì không? Bả 12 chiếc nhẫn ly hôn. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại cuối cùng đã hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là công ty của người nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, là gương mặt đại diện với hai sản phẩm rất là quen thuộc. Sản phẩm đầu tiên đó là 5 chai tế bào gốc, thưa quý vị, của Nhau Thai Cừu do 8 bác sĩ Hàn Quốc thực hiện, cùng với một cái hộp collagen Renew Cream giúp cho quý vị trắng da, căng da, bóng da, mịn da, giữ cho da được độ ẩm và tái tạo làn da mới, những làn da bị hư, bị thương tổn vì cắt xẻ quá nhiều, vì thương tật, thưa quý vị.
với cái tác dụng rất là đặc biệt của thẩm mỹ viện Image Cosmetic. Và thưa quý vị, sản phẩm thứ hai của họ, nếu mà quý vị bị nám nặng, bị tàn nhang, bị đồi mồi, thì chúng tôi lại có một cái bộ ba chai để giúp cho quý vị chữa nám mà tàn nhang và đồi mồi rất là tốt. Và hiện tại chương trình chúng tôi đang có chương trình sale 20% off cho đến ngày Mother Day, thưa quý vị. Với giá hiện tại là 300 Mỹ Kim, chỉ còn 240 Mỹ Kim cho bộ 1. Và bộ Nguyễn Hồng Nhung 2 trị nám 320 Mỹ Kim, chỉ còn có 256 mà thôi. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại của cô Tracy Nguyễn 714-709-2222. Quý vị có thể liên lạc để làm đại lý, hoặc quý vị có thể tư vấn thêm về dịch vụ căng chỉ da mặt giúp cho quý vị trẻ hơn bằng collagen chỉ vàng. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, quý vị trẻ hơn 10 tuổi, 20 tuổi, giúp cho quý vị trẻ hơn, yêu đời hơn, và chúng ta có một sự tự tin hơn trong đời sống. Tại miền Nam California hoặc là tại các tiểu bang, quý vị muốn mua sản phẩm này, xin đến với Tân Tú Quỳnh với website www.tantuquinh.com, hoặc gọi số phone cho chúng tôi 714-612-7309, hoặc đến Tân Tú Quỳnh. Tại Thúy Nga Paris, Canada cũng có sản phẩm của tử ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Bây giờ là tới giờ hát nhân sâm chị Trang Thanh Lan. Hôm nay hát nhân sâm của chị Trang Thanh Lan cũng đã về hôm tuần rồi, nên chúng tôi đã có đầy đủ, nhưng bù lại thưa quý vị, hát nhân sâm nước thì chúng tôi đang tạm hết, và hát nhân sâm bột cũng đang có, chỉ thiếu hát nhân sâm nước đầy thôi. Và đặc biệt là chúng tôi có hát nhân sâm Royal cũng mới về, và cũng như hát nhân sâm Đông Trùng Hạ Thảo và hát nhân sâm 5 trong 1. Hát nhân sâm Trang Thanh Lan, chị có thể chia sẻ chút xíu. Trang Thanh Lan thấy là cái hát nhân sâm mà Trang Thanh Lan uống này rất là quý quý vị ơi. Khi mà Trang Thanh Lan đi du lịch xa đó, thứ nhất á là sâm, thứ hai nữa là ăn ngư hoàng cung. Trang Thanh Lan lúc nào cũng phải có trong bóp hai cái thứ này hết. Mình sáng mình uống một muỗng cà phê, một muỗng nhỏ của cái hộp sâm thôi quý vị, và uống một ít nước ấm vô thì coi như là mình có khỏe nguyên ngày, mình lấy năng lượng nguyên một ngày luôn. Và nếu mình đi chơi xa mà lâu mà mình bị mệt mỏi thì mình bị chóng mặt á, thì mình nên uống an ngư hoàng cung. Chút xíu nữa thì giới thiệu an ngư hoàng cung. Và thưa quý vị, tại sao chúng ta phải uống hát nhân sâm là bởi vì hát nhân sâm được trồng 6 năm nha quý vị, và đây là những loại hát nhân sâm độc quyền của Tân Thú Quỳnh. Chúng tôi nhập thẳng từ Hàn Quốc và giúp cho những người cao máu, cao mỡ, đau tim, tiểu đường đều uống được hết. Những người càng già, càng bệnh, càng yếu đều cần dùng hát nhân sâm. Đây là hát nhân sâm nước và hát nhân sâm bột. Tất cả đều có tác dụng giống với nhau hết. Ngoài ra chúng tôi cũng có hát nhân sâm lát tẩm mật ong cho quý vị không thích mùi đắng. Thì vị đắng thì chúng tôi có hát nhân sâm tẩm mật ong 100 miếng, hộp nhỏ 100 đồng, hộp lớn 150 Mỹ Kim thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có hát nhân sâm Đông Trùng Hạ Thảo Linh Chi, cũng rất là tuyệt vời, để giúp cho quý vị người phụ nữ không những chỉ khỏe mà còn đẹp làn da, hết tàn nhang, hết nám thưa quý vị. Chúng tôi cũng có hát nhân sâm 5 trong 1, một bộ gồm có 5 chai hát nhân sâm 5 trong 1, trong đó có 3 chai cao cốt hát nhân sâm và 2 chai bột hồng sâm. 2 chai bột hồng sâm và 3 chai cao cốt hát nhân sâm tại Hàn Quốc đang bán với giá 800 Mỹ Kim, chúng tôi đang sale với giá 699 đồng, và được tặng quý vị thêm một chai dầu thơm Dubai trị giá 75 Mỹ Kim. Chúng tôi cũng có Đông Trùng Hạ Thảo hát nhân sâm, một bộ 4 chai thưa quý vị, 1 kg cũng rất là tuyệt vời, để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe, giúp cho quý vị tăng cường sức khỏe và bổ thận, và cho quý vị mà cho những người mà coi như là mất ngủ, ăn không ngon, ngủ không yên, thì chúng ta lại có cái hát nhân sâm Đông Trùng Hạ Thảo rất là tuyệt vời. Ngoài ra nó ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa cúm A, nó tăng cường trí nhớ và đặc biệt là tăng cường sinh lực là cái rõ rệt nhất. Chúng tôi cũng có sâm nam, chúng tôi vẫn còn sâm nam nha quý vị. Sâm nam để giúp cho quý vị, những người đàn ông bồi bổ sức khỏe, sinh lực. Một cái hộp sâm nam thì nó rất là to. Ồ, đó, nó rất là to và nặng thưa quý vị. Một hộp sâm nam, đây là một hộp 300 gram để giúp cho quý vị, gồm có sâm hoang dã, hộp maca, hát sâm và nhiều chất khác giúp cho quý vị, những người đàn ông tăng cường khả năng sinh lý và dùng rất là mạnh mẽ. Những người mà đã mua rồi thì cứ gọi chung tôi luôn và rất là thích và mua lại với sản phẩm này. Đó là sản phẩm hát nhân sâm. Bây giờ thì chúng tôi trở qua Tân Tú Quỳnh với những sản phẩm đặc biệt. Thì quý vị cũng như chị Trang Thanh Lan đã nói rồi, an ngư hoàng cung thì chúng tôi luôn luôn có hai loại an ngư hoàng cung để giới thiệu cho quý vị. Một loại bác sĩ đội nón và bác sĩ không đội nón, giúp cho quý vị, chị Trang Thanh Lan thì dùng loại này, chúng tôi luôn và chị Mỹ Linh thì dùng loại này. Hai loại đều tốt, giống nhau hết, và giúp cho quý vị để cho
ngăn ngừa đột quỵ, hoặc là điều trị đột quỵ, hoặc là những người đã bị đột quỵ, đang bị đột quỵ và sắp bị đột quỵ, sợ bị đột quỵ, chúng ta đều dùng loại này. Hoặc là chống mặt, rối loạn tiền đình, nhức đầu vân vân. Và chúng tôi có rất là nhiều case, nhiều người đã dùng rất là tốt và đã mua sản phẩm này rất là nhiều, với hai sản phẩm An Ngưu Hoàng Cung, hai loại của chúng tôi. Ngoài ra thì nói về dược thảo thì chúng tôi cũng có một sản phẩm mới của công ty MV Herb, chúng tôi cũng giới thiệu thêm, đó là Shark Cadillac. Thưa quý vị, Shark Cadillac là sụn cá mập, giúp cho quý vị không những chỉ bổ xương sụn, giúp cho quý vị giữ chất, thêm chất nhờn trong xương sụn, đầu gối vân vân, mà nó lại giúp cho chúng ta bổ mắt rất là nhiều. Hai cái mà cái tác dụng của sụn cá mập đó là giúp cho xương sụn và bổ mắt với những cái chất vitamin A. Ngoài ra chúng tôi có những sản phẩm như là linh chi đỏ và linh chi đen, đó là cũng là những sản phẩm mới. Thì quý vị cũng biết là tác dụng của linh chi rồi, nó tác dụng từ trong gan, nó tác dụng ra và tác dụng cho da, và nó cũng tác dụng bồi bổ sức khỏe cho cơ thể của chúng ta. Ngoài ra chúng tôi cũng có loại đông trùng hạ thảo của Tân Tú Quỳnh, như là Tibet Cordyceps the best extra strength, thưa quý vị, với 1000mg trong đây, rất là mạnh. Và 90 viên chúng ta chỉ dùng một ngày 2 viên thôi thì cũng thật là khỏe với đông trùng hạ thảo. Và chúng tôi cũng có chai thuốc mọc tóc của Hoa Kỳ sản xuất mang tên The Best of Grow Hair Serum. Đây là một chai 70 đồng một chai, quý vị mua 2 chai được miễn cước phí. Và cái chai này chúng ta dùng rất là dễ dàng, chỉ cần dùng từ 3 tuần tới 6 tuần tóc nó sẽ mọc lên. Ngoài ra chúng tôi cũng còn những loại mà quý vị cũng nhớ rằng những loại D88, L88 rất là đặc trưng của Tân Tú Quỳnh. D88, L88 và K88 là L88 là bổ phổi, còn D88 là giúp cho quý vị hỗ trợ về đường huyết, giúp cho chúng ta chống lại những cái biến chứng của đường và để cho giảm đường trong máu. Ngoài ra K88 nó giúp cho quý vị bổ thận, thải những chất cặn bã trong thận, giúp cho quý vị bổ thận, giúp chống tiểu đêm, giúp cho quý vị chống lạnh lưng vân vân. Và chúng tôi cũng có hai cái loại mà đặc biệt mà chúng tôi ít giới thiệu, nhưng quý vị cũng nhớ rằng đó là hạt chia và hạt dầu noni. Đây là tinh dầu hạt chia và dầu noni. Hai cái này nó antioxidant rất là cao, nên nó giúp cho quý vị tim mạch quý vị thông thoáng. Ngoài ra nó cũng giúp cho giảm tiểu đường, nó giúp ngăn ngừa ung thư và nó giúp cho nhiều tác dụng khác nữa. Hạt chia quý vị cứ nhấn trong cái Google tác dụng của hạt chia hay là tác dụng của dầu noni thì quý vị sẽ biết được những tác dụng tuyệt vời của những sản phẩm này. Đó là những sản phẩm chúng tôi xin giới thiệu. Và đặc biệt là chai mà Alpha Hop, thưa quý vị, Alpha Hop đây là một cái chai đặc biệt nữa để giúp cho quý vị đẩy hết tất cả những mùi hôi trong cơ thể ra. Và nó là viên sủi hòa tan này, giúp cơ thể bù nước và điện giải, hỗ trợ sức khỏe cho mọi người một cách an toàn, thải độc tố trong lục phủ ngũ tạng hiệu quả nhất, chưa từng có sản phẩm nào có thể mang lại. Sử dụng một viên hydro hòa tan với 200ml nước, sáng một viên, chiều một viên, cung cấp cho bạn thức uống tươi mát đầy đủ những chất điện giải mà cơ thể cần thiết một cách tự nhiên, mang lại hiệu quả cao và đẩy hết mùi hôi trong cơ thể ra. Đây là Alpha Hope, chúng tôi đang có sản phẩm này. Cuối cùng xin giới thiệu đến quý vị, chúng tôi cũng còn Tân Tú Quỳnh thì có rất là nhiều loại mà quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để vào website tantuquynh.com đó quý vị, xem nhiều thứ từ thuốc trị mụn cho tới dầu gội đầu 5-in-1 cho tới những cái bộ dời leo, rồi thuốc bổ mắt vân vân, và dầu thơm Dubai cũng như phân vi sinh AGN vân vân, thưa quý vị. Và cuối cùng chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đó là chai SD thần kỳ. Cái chai này chúng tôi không bao giờ quên, bỏ một giọt ngay đây trà cho nó khô hết, bỏ một giọt ngay đây trà cho nó khô hết, chỉ vậy thôi, và uống một ly nước. 800% của tuyến nội tiết tố của người 20 tuổi đã vào cơ thể quý vị, giúp cho quý vị hết mất ngủ, hết đau nhức xương khớp, hết bị giật mắt, hết bị vọt bẻ, hết bị trào ngược axit từ dạ dày, hết bị những căn bệnh mà chúng ta thấy hay đau lưng âm ỉ, mà coi như là những cái bệnh mà của người già đó, thưa quý vị, xương khớp này kia, giúp cho quý vị da quý vị đẹp hơn, trẻ hơn. Đó là cái chai SD thần kỳ. Mời quý vị gọi cho chúng tôi số điện thoại 7146127309, hoặc là chụp cái màn ảnh này. Ở Việt Nam chúng tôi có đầy đủ sản phẩm của Tân Tú Quỳnh, từ những cái chai D88, L88, An Ngưu Hoàng Cung vân vân, và cũng như là chai SD thần kỳ. Tại Thuyết Nga Paris, Canada cũng có, nên quý vị cứ chụp cái màn ảnh này và liên lạc với chúng tôi. Xin cảm ơn. Cho chị một tin nữa đó.
Đây là cái cô gái đó quý vị, có cái đôi chân mà dài nhất thế giới đó. Cô là 21 tuổi rồi, cô này ở ở Texas. Chiều cao của cô là 2m08, tức là chưa tới ha, chưa tới 2m1. Dễ sợ. Nhưng mà cái chân là đã 1m35 rồi nha chị. Cái chân cô này chân dài nhất thế giới mà cổ giữ kỷ lục 4 năm nay rồi. Mà cổ nói cổ bị phiền phức lắm. Đúng rồi, đi máy bay cũng không được. Lúc đi xe cũng ờ cổ đi đâu cũng phải cúi đầu hết trơn á, tự vì cao. Nó là dị dạng rồi chứ đâu. Thì đó cổ nói là cổ rất là buồn là vì sao cổ bị kỳ thị dữ lắm. Người ta toàn nói là cổ là giống như là nhân vật trong phim kinh dị. Rồi á hả? Rất là tội nghiệp. Mà coi như là cổ nói cổ chỉ có hai cái quần thôi à, tự vì cổ không thể mua quần được. Áo thì ok, may. Thì may nhưng mà điều cổ nói cổ không có tiền nhiều, cho nên cổ chỉ may được hai cái quần thôi. Mỗi một cái cổ may là phải 250 Mỹ Kim. Dẫn cổ về Việt Nam cho cổ may một đống. Nghĩa là cổ chỉ có đặt đồ thôi chứ cổ không có mua được, không mua được quần đó. Nó hơi quá à chị ha. Em nghĩ là giống như cái độ cao đó đó, độ cao đó thì cổ lên tiếng một cái là biết bao nhiêu mạnh thường quân sẽ tặng quần. Thì bây giờ thì chắc khác rồi, khi mà cổ nổi tiếng lên vậy là cổ khác rồi. Giờ nổi tiếng chưa? Cổ vậy là nổi tiếng rồi, 4 năm giữ kỷ lục thế giới rồi mà. Thì còn cổ nói là giờ có 20 cái quần rồi phải không? Ai biết được. Em gọi điện em hỏi cổ đi. Cái cô này đó, cổ nói là những cái người đàn ông mà đến với cổ hẹn hò đó, họ cũng không có không kiểu happy. Như là không happy. Tự vì một là thấp hơn cổ, hai nữa là như thấy xấu hổ đi với cổ, thấy nó quê quê, kiểu như người này kia dòm ngó rồi quá đó. Cái quê quê cho nên cô này em nghĩ cuộc sống cũng buồn, không có gì vui hết trơn á. Thưa quý vị, với câu chuyện cô gái với cái hai cái quần, chúng tôi xin chấm dứt chương trình Chuyện Phố Phường tại đây. Hẹn quý vị vào thứ tư tuần này. Xin kính chào quý vị. Kính chào quý vị.